X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng ngôi nhà tọa lạc tại đường Trung Hành, Hải An, Hải Phòng và đang được giao bán với giá 2 tỷ 450 triệu, có thỏa thuận bìa đỏ chính chủ. Căn nhà có diện tích thực tế là 45 m², thiết kế 3 tầng đầy đủ công năng. Tại tầng 1 không gian phòng khách và phòng bếp thông nhau. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát đá hoa màu trắng sáng bóng, được trang trí thêm cây cảnh tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Đi sâu vào bên trong là không gian phòng bếp nhỏ nhắn đã có sẵn kệ bếp đẹp. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Zalo, Facebook Nhà đất. Nhà có khe kỹ thuật thoáng mát hút gió, gara ô tô cách nhà 50 m, ô tô đỗ cửa ngõ thẳng. Đi lên khu vực phía trên được chia thành các phòng ngủ rộng thoáng có cửa sổ đón gió. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng vô cùng tiện lợi. Hệ thống sân phơi cũng được thiết kế thoáng đãng đón nắng gió. Chỉ với 2 tỷ 450 triệu có thỏa thuận là quý khách có thể sở hữu ngôi nhà siêu đẹp tiện nghi. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên và liên hệ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.